chào anh em nha. Thì buổi sáng hôm nay ngày 29 tháng 6 năm 2021, thì hôm nay là những ngày cuối tháng 6 nha bạn. Thì trên cái màn hình video là cái chậu lục giác 80 nó bị bể. Thì cái này hôm qua thì mấy anh em cắt cây với tỉa cây thì vô tình làm bể cái chậu. Thì hôm nay chúng sẽ hướng dẫn các bạn cách khắc phục cái chậu bị bể. Thì cái chậu bị bể thì các bạn giữ lại cái miếng bị bể. Đây là cái miếng bị bể nè. Đây, bể ngay cái chậu bể ngay cái góc giác luôn. Đó. Bạn thấy bể lồi sắt luôn nha các bạn. Đó, thì các bạn giữ cái miếng bể này. Và các bạn sử dụng cái keo chống thấm Modu Kiều. Thì đây là cái keo để mình pha với bột màu mình sơn chậu. Thì mình có thể là lấy cái keo này, lấy keo nguyên chất này, mình chét vô cái miếng bể này và mình dán lại cho nó dính liền lại với nhau nha bạn. Đó, thì bây giờ chúng sẽ làm. Thì mời các bạn cùng theo dõi để khắc phục cái chậu này cho nó hoàn thiện. Thì đầu tiên này thì các bạn gáp cái miếng bể vô coi nó có sát hay chưa. Đây, sau khi gáp vô thì nó mình cảm thấy nó sát rồi, nó không có bị cắn cái gì. Nhưng khi nó bị bể nó cắn, nó còn cắn những cái bay giới, mình dán vô không có sát được. Nên các bạn để vô nó có sát hay chưa. Nó sát thì các bạn bây giờ tiến hành để keo Modu Kiều vô. Keo Modu Kiều này các bạn sử dụng nguyên chất nha bạn, không có pha gì hết trơn. Mình đổ keo lên. Đây, đổ keo lên cái miếng bể. Đó, các bạn đổ keo gì đây thì các bạn dùng tay các bạn chay cho nó đều. Thì cái lớp Modu Kiều này khi mà mình dán nó khô, nó cứng, rất là cứng nha bạn. Cái này là cứng như keo dán sắt vậy đó. Tại vì keo Modu Kiều khi mà nó khô nó sẽ có độ dai rất là dẻo, rất là dai, nên nó bám rất là cứng. Đó, rồi giờ các bạn dán trực tiếp vô luôn. Thì khi mà mình dán vô nó sát thì các bạn dùng tay các bạn đánh vô cái miếng bể cho nó ôm sát hơn, để nó cho nó cái độ hở nó ít hơn, để khi mình xử lý mình sơn lên thì nó sẽ không có biết cái dấu bể nha bạn. Đó, keo nó dư trên cái vành miệng này, các bạn dùng tay các bạn quét, vuốt cái lớp keo đi. Đó, thì các bạn là thấy là chung đã xử lý xong. Khi sau khi dán vô nó rất là sát, nhưng các bạn phải coi kỹ lại, nó sẽ có một cái lằn đây. Thì những cái vết bể này lúc nào nó sẽ, các bạn làm thì nó sẽ còn cái lằn bể như thế này, thì mình phải khắc phục lại. Mình pha cái hồ dầu, các bạn chém cái lằn bể này lại, sau đó mình sơn lại là nó sẽ mất cái lằn đi nha các bạn. Nhưng thì mình khắc phục cái chậu bể nó hoàn thiện thì khi khách hàng lại mua thì người ta sẽ không biết cái chỗ nào bể. Nhưng mình bán, mình làm ăn mua bán thì mình thật thà, mình buôn bán hàng uy tín thì mình sẽ nói với khách hàng. Thì đây là cái chậu nó đã bị bể, nên là bên sở đã khắc phục lại. Thì khách hàng có mua, đồng ý mua thì mình bán, là một là cái giá nó thấp hơn, hai là mình bán mình sẽ bảo hành cho khách hàng. Bị bể thì mình sẽ đổi lại cái mới các bạn, hoặc là bán rẻ hơn, chứ mình không có bán là giá nó hoàn thiện như cái chậu nó lành lặn. Đó, thì buôn bán, nếu mà mình buôn bán làm sao thì có sao thì mình nói vậy, mình tạo uy tín cho khách hàng. Chứ cái chậu này bị bể thì tôi cũng chung làm liền do làm nhìn là không có biết gì bị bể đâu. Đó, nhưng mà trong quá trình mình khi vận chuyển á, mình nhớ là né chỗ bể ra. Đó, lỡ khi mình xuất thì nó mất uy tín. Nhưng mà buôn bán thì các bạn nên là thành thật với khách hàng. Bể thì mình nói bể, lành thì nói lành nha các bạn. Vậy thì mình bán hàng mới được lâu dài được. Đó, thì sau khi dán xong thì nó khô rồi. Bạn thấy là nó khô rồi, chung để cái tay lên nè, nó khô rồi nè. Nhưng mà nó chưa có cứng đâu nha bạn. Mình để tầm khoảng 15-20 phút nữa
cho nó cứng. Thì Chung sẽ đem cái hồ dầu ra Chung chét và Chung sơn và xử lý lại cho nó đẹp hơn nha bạn. Đó là giờ các bạn pha cái hồ dầu cho nó dẻo, các bạn lắp cái lằn nứt lại. Bạn là chỉ lắp mỏng cái lằn nứt thôi nha bạn, lắp vào lằn rồi mình lấy tay mình vuốt lại cho nó láng. Lưu ý là chỉ lắp cái lằn nứt thôi và mình không được lắp dày quá nha bạn. Lắp dày khi mà sơn lên thì vẫn phát hiện cái lằn nứt. Thì sau khi lắp xong các bạn dùng tay các bạn vuốt lại đây, các bạn làm như Chung đây, ở các bạn chà qua. Thì những cái hồ dầu nó sẽ nằm trọn lõm trong cái lằn nứt, các bạn thấy nè, đây là cái lằn nứt là hồ dầu nó nhét vô nè đó. Còn những cái hồ dầu nào nó không nằm trong lằn nứt được, nó sẽ trượt ra ngoài đó nha các bạn. Đó, các bạn vuốt như Chung cho nó thiệt là mỏng để mình sơn lên thì nó sẽ liền do luôn nha các bạn. Đó các bạn thấy thì Chung đã xử lý cái lằn nứt xong. Đó. Giờ thì các bạn tiến hành mình sơn đen lên, sau đó mình phủ cái lớp đồng đỏ lên là hoàn thiện. Thì bây giờ các bạn dùng sơn đen các bạn sơn lên. Sơn lên trực tiếp luôn các bạn. Đó, sơn ở chỗ cái lằn nứt của mình sơn cho nó đẹp lại để mình giả cái đồng đỏ lên. Thì chờ cho nó khô các bạn, chờ khoảng 5-10 phút cho nó khô thì tiến hành sơn cái lớp đồng lên là xong. Đó thì cái lớp nước sơn đen đã khô, các bạn tiến hành sơn cái đồng đỏ này lên. Đó. Đó mình lên để mình lắp cái sơn đen nãy mình vừa sơn nha bạn. Đó, sau khi sơn xong nó sẽ lắp mất cái sơn đen đi và nó sẽ liền cái khoảng cách mà bị nứt với khoảng cách mà nó của cái chậu nha bạn. Thì sau khi sơn xong thì cái bên đây sẽ không có phát hiện cái lằn nứt, còn bên đây thì nó hiện lên cái lằn nứt nha bạn. Thì giờ mình phải khắc phục nữa, tiếp tục khắc phục là mình sử dụng cái giấy nhám mình chà cho nó bằng mí với nhau, tại lúc mình dán á nó không được chính xác thì giờ mình phải chà lại cho nó bằng để sơn lên nó mất cái lằn đội lên nha bạn.
khói cái băng chà cho nó bằng lại. Mình cũng sơn đen lại nha các bạn. Sơn chấm ít đen nữa cho nó mau khô, đừng chấm nhiều quá. Thì chờ cho nó khô đi rồi mình sơn đồng lại. Đó thì bây giờ các bạn tiến hành sơn đồng lại. Thì các bạn thấy đó là Trung đã làm hoàn thiện nha bạn. Đó, sau khi sơn hoàn thiện thì cái lớp nước sơn nó mới á, thì mình sơn lên tất nhiên là nó thấy nó hiện nó nổi trội hơn cái lớp nước sơn cũ rồi. Thì vài bữa nữa thì nó sẽ đồng lại với nhau, xong rồi đồng lại với nhau nó sẽ giống nhau nha bạn. Đó thì sau khi Trung xử lý cái lần nước xong thì các bạn thấy cái chậu nó liền do, nó rất là đẹp đó. Thì các bạn cứ xử lý như thế, như cách Chung làm thì nó sẽ đạt cái hiệu quả cao. Nó rất là cứng nha bạn, bây giờ rất là cứng luôn nè đó. Đó, như là cái chậu chưa bị bể luôn nha các bạn đó. Đó thì cái video mà Chung hướng dẫn các bạn khắc phục cái chậu bể bằng keo Molokiel đã xong. Thì các bạn thấy cái video hay thì cho Chung một cái lượt like và cái lượt đăng ký, chia sẻ kênh để cho kênh Chậu Kiểng Sóc Trăng ngày càng phát triển. Thì Chung cảm ơn các bạn rất là nhiều. Những cái video Chung làm thì chia sẻ những kinh nghiệm, những cái học hỏi cơ bản mà Chung biết thì Chung chia sẻ với các bạn. Thì có những cái video nào nó còn hạn chế thì mong muốn các bạn xem, các bạn thông cảm. Qua đó thì các bạn cứ bình luận trực tiếp với Chung để cũng như mình giao lưu trao dồi với nhau. Thì có gì các bạn cứ giao lưu thì Chung sẽ chia sẻ, cái nào nằm trong cái Chung chia sẻ được thì Chung sẽ chia sẻ tới các bạn để mình phát triển cái nghề với nhau cho nó bền vững hơn nha các bạn. Đó thì cái video của Chung thì tới đây thì kết thúc tại đây. Thì cuối video Chung chúc anh em, quý khách hàng và các bạn thật nhiều sức khỏe, thì làm ăn phát đạt và thành công trong cuộc sống nha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều.